Xin chào các em, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với Rùa Cam lắng nghe những câu chuyện cổ tích thật hay và ý nghĩa nhé. Chúng ta hãy cùng nhắm mắt lại, nghe chuyện và cùng ngủ ngon khi câu chuyện kết thúc nhé. Câu chuyện thứ nhất, ếch xanh tìm bác sĩ. Ếch mẹ tìm thấy một thung lũng có phong cảnh rất đẹp, liền đẻ trứng xuống con rùa nhỏ trong thung lũng. Chờ đến khi những quả trứng nở thành nòng nọc, nó mới rời khỏi nơi đó. Cạnh dòng suối, nơi những chú nòng nọc đang sinh sống, không biết từ lúc nào bỗng mọc lên một dãy nhà. Từ trong những ngôi nhà đó thường phát ra những âm thanh rất kỳ quái, lại còn thải nước đen xuống dòng suối trong vắt nữa. Nước thải bẩn khiến cho các chú nòng nọc rất tức giận. Chúng muốn mình lớn thật nhanh, trở thành những chú ếch con khỏe mạnh và nhảy ra khỏi dòng suối bị ô nhiễm đó. Vào một buổi tối mùa xuân ấm áp, những chú nòng nọc đen đã trải qua sự biến đổi thần kỳ để thành những chú ếch xanh đáng yêu. Ốp oạp, vui quá, chúng ta có thể nhảy ra khỏi con suối này rồi. Tất cả ếch con đều rất vui mừng, chỉ có một chú không nhảy múa, cũng không ca hát mà ngồi bệt trên hòn đá giữa dòng nước. Em làm sao thế? Sao lại buồn bã vậy? Các chú ếch con ngừng nhảy múa và hỏi chú ếch con kia, nhưng không thấy chú ta nói gì cả. Cho đến khi trời sắp sáng, những tia nắng vàng đã lấp ló phía chân trời, các chú ếch con mới phát hiện ra. À, thì ra chú ếch nhỏ ngồi buồn một mình là vì có tới 5 cái chân. Chẳng phải ếch chỉ có 4 chân thôi hay sao? Các anh chị em đều rất thương chú ếch kém may mắn và khuyên nó đi tìm một bác sĩ thật tài giỏi, nhờ bác sĩ chữa trị giúp để trở nên có 4 chân giống như các anh chị. Chú ếch 5 chân nghe lời các anh chị và lên đường đi tìm bác sĩ. Ếch con đến một bãi cỏ, nhìn thấy những bụi cỏ bướm đang nhảy múa. Nó liền hỏi, các chị xinh đẹp ơi, các chị có thể nói cho em biết phải đi đâu để tìm một bác sĩ giỏi không? Cỏ bướm dừng khiêu vũ, chỉnh lại nhụy hoa vừa bị gió cuốn tung lên và nói, các loài hoa cỏ chúng tôi khi bị bệnh thường tìm đến anh bọ rùa. Anh ta là một bác sĩ rất giỏi đấy. Ếch con cảm ơn các chị cỏ bướm và vội vã chạy đi tìm bác sĩ bọ rùa. Đến tận tối hôm đó, nó mới tìm thấy bọ rùa đang làm việc trên một bông hoa cúc chi. Bọ rùa nói với ếch con rằng nó chỉ có thể chữa bệnh cho các loại hoa cỏ bắt sâu hại trên thân cây thôi, còn bệnh của ếch con thì bọ rùa không chữa được. Vậy là ếch con lại tiếp tục đi tìm bác sĩ khác. Anh ké đầu ngựa ơi, anh có thể chỉ cho tôi chỗ nào có bác sĩ giỏi không? Ếch con nhìn thấy hai anh ké đầu ngựa khắp người mọc đầy gai dài liền hỏi. Ké đầu ngựa vừa mới có một chuyến du lịch trên người của thỏ con. Chúng nghe thỏ con nói trong rừng có một bác sĩ rất giỏi tên là Chìm Gõ Kiến, bèn nhiệt tình mách cho ếch con. Thế là chú ếch con năm chân lại tiếp tục đi vào rừng. Rừng rộng quá, ếch con phải mất mấy ngày mới tìm thấy cô chim gõ kiến sống trên một cây du cổ thụ. Cô chim gõ kiến ơi, chào cô có thể chữa bệnh cho cháu được không ạ? Ếch con nhảy lên nhảy xuống dưới gốc cây, lòng tràn đầy hy vọng. Chim gõ kiến cúi xuống nhìn ếch con và nói, đáng thương quá, nhưng cô chỉ biết trị bệnh cho cây thôi. Nói xong, chim gõ kiến đục thân cây và bắt được một con sâu béo ú. Ếch con thất vọng, chỉ còn cách tiếp tục lên đường. Nó đã đi qua rất nhiều nơi mà vẫn không tìm được một bác sĩ giỏi. Vừa mệt vừa buồn, ếch con ngồi bệt xuống gốc cây. Ôi, tại sao lại có một chú ếch 5 chân thế này nhỉ? Một chàng thanh niên đeo kính phát hiện ra ếch con. Hóa ra chàng thanh niên đeo kính đó chính là một nhà sinh vật học. Chú mang ếch con về phòng thí nghiệm của mình và làm phẫu thuật tách chân cho nó. Phẫu thuật thành công, chú ếch con có 5 chân, giờ chỉ còn có 4 chân thôi. Ếch con rất vui mừng, nó vội vã nhảy chân sáo đi tìm các anh chị của mình. Các em có thấy thế giới tự nhiên thật là kỳ diệu phải không? Có rất nhiều bác sĩ giỏi, nhưng có bác sĩ chỉ có thể chữa bệnh cho các loài hoa.
có bác sĩ chỉ có thể chữa bệnh cho các loài cây mà thôi. Và chỉ có bác sĩ là con người là tài giỏi nhất. Ngoài chữa bệnh cho người, bác sĩ còn có thể chữa khỏi bệnh cho tất cả các loài động thực vật nữa, đúng không nào các em? Câu chuyện thứ hai, món quà của chuột túi mẹ. Ngỗng mẹ vừa sinh ra một quả trứng và đặt tên cho nó là bé trứng. Bé trứng rất tinh nghịch, thường xuyên chạy nhảy lung tung. Ngỗng mẹ lo lắng nói với con: "Con đừng có chạy lung tung nữa, cẩn thận không là bị vỡ đấy." Bé trứng cười híp cả mắt và nói với mẹ: "Mẹ ơi, mẹ đừng lo, con sẽ cẩn thận mà." Một hôm, bé trứng nhảy chân sáo ra biển chơi. Bãi cát trên biển mới êm ái làm sao, trên đó còn có rất nhiều vết chân nữa. Bé trứng nhảy vào từng bước chân người in trên nền cát. Ha ha, nó cảm thấy mình giống như một vận động viên chạy vừa giao vậy. Sò con nhìn thấy bé trứng liền cười nói: "Xin chào người bạn mới đến, bạn tên là gì vậy?" Bé trứng trả lời: "Mẹ tôi gọi tôi là bé trứng." Sò lại nói: "Vậy thì tôi cũng gọi bạn là bé trứng nhé." Bé trứng và sò con cùng vui đùa trên bãi cát. Bỗng nhiên bé trứng nghịch ngợm nhảy xuống biển. Nó muốn biết khung cảnh dưới đáy biển như thế nào. Cảnh vật dưới đáy biển thật đẹp, có rất nhiều san hô rực rỡ sắc màu, có những cây rong biển dài biết khiêu vũ, còn có rất nhiều các loài cá mà bé trứng chưa bao giờ được nhìn thấy đang vẫy đuôi tung tăng bơi lội khắp nơi. "Hi hi, xin chào," một giọng nói trong trẻo phát ra từ sau rặng san hô. Bé trứng nhìn theo hướng giọng nói đó và phát hiện ra thì thấy có một quả trứng cũng lớn gần bằng nó, trên người có rất nhiều hoa văn. "Bạn là ai? Sao trông bạn lại giống tôi thế nhỉ?" Bé trứng ngạc nhiên hỏi. "Tên tôi là Đá Trứng Ngỗng, còn bạn thì sao?" Đá Trứng Ngỗng nói. "Tôi là một quả trứng ngỗng thực thụ, mẹ tôi gọi tôi là bé trứng." Bé trứng trả lời. "Ồ," Đá Trứng Ngỗng gật gù. "Thì ra bạn là một quả trứng ngỗng thật, còn tôi chỉ là một hòn đá thôi." Một quả trứng và một hòn đá mà lại giống nhau đến thế, thật là thú vị đúng không nào? Bé trứng và Đá Trứng Ngỗng nhanh chóng trở thành bạn thân. Bé trứng rất thích những hoa văn trên người Đá Trứng Ngỗng. Nó cọ vào người những hoa văn đó và nói: "Nếu tôi cũng có những hoa văn đẹp như thế này thì thật tốt biết mấy. Như vậy sau này tôi cũng sẽ trở thành một chú ngỗng hoa xinh đẹp." Ngày ngày trôi qua, Đá Trứng và Đá Trứng Ngỗng chơi với nhau rất vui vẻ. Một hôm, Đá Trứng Ngỗng không cẩn thận đụng trúng vào người bé trứng, khiến đầu nó bị sứt một miếng. Bé trứng đau quá, không nức nở. Những giọt nước mắt chảy xuống, tạo thành những đường hoa văn trên người bé trứng. Thấy thế, bé trứng vui mừng lắm, lại còn rối rít cảm ơn Đá Trứng Ngỗng nữa chứ. Thời gian trôi qua, bé trứng bắt đầu cảm thấy nhớ mẹ. Ngày trước, mẹ nó đã từng nói rằng sẽ biến nó thành một chú ngỗng con. Nếu được làm ngỗng con thì thích biết mấy. Bé trứng có thể cùng với mẹ bơi lội và ca hát trong hồ. Trong hồ có cô hoa sen thường tặng mũ lá sen cho ngỗng mẹ. Bé trứng rất thích đội mũ lá sen. Nó còn thường xuyên nấp dưới những lá sen đó để chơi trốn tìm với mẹ nữa. Một hôm, chuột túi mẹ mang bộ đồ lặn ra biển chơi, nhìn thấy bé trứng và Đá Trứng Ngỗng. "Hòn đá đẹp quá." Chuột túi mẹ bỏ cả bé trứng và Đá Trứng Ngỗng vào cái túi trước bụng mình. "Mình sẽ đem hai hòn đá này về làm quà tặng cho hai chuột túi con. Nhất định chúng sẽ rất thích." Nằm trong túi của chuột túi mẹ mới ấm áp làm sao, bé trứng cảm thấy như được trở về với vòng tay của mẹ. Bất giác, bé trứng ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Về đến nhà, chuột túi mẹ vui mừng nói: "Các con ơi, mau đến xem mẹ mang quà gì về cho các con này." Hai chú chuột túi con nghe thấy tiếng mẹ gọi liền chạy đến vây quanh mẹ. Chuột túi mẹ thò tay vào trong túi, bỗng nhiên nó phát hiện một chú ngỗng con đang nằm trong tay mình. Ngỗng con dụi dụi mắt, dường như mới ngủ dậy. Trên người chú ngỗng con này có những hoa văn sặc sỡ nhiều màu, thật là đáng yêu làm sao. Thì ra Đá Trứng Ngỗng có thể nở ra ngỗng con. Chuột túi mẹ nghĩ thầm,
Ngày mai mình phải lặn xuống biển để nhặt thêm mấy hòn đá trứng ngỗng nữa mới được. Đợi đá trứng ngỗng nở ra ngỗng con, các con của mình sẽ có rất nhiều bạn để chơi cùng. Ha ha ha, các bé thử đoán xem chú ngỗng con xinh đẹp này là ai nào. Các em nhỏ ơi, tại sao trong túi của chú túi mẹ lại có một chú ngỗng con vậy nhỉ? Các bé đã đoán ra chưa? Vì nhiệt độ bên trong túi của chú túi mẹ rất ấm áp nên bé trứng đã nở thành một chú ngỗng con đấy. Câu chuyện thứ 3, thỏ con đi lạc đường. Sáng sớm, từ phía đông, ông mặt trời ngó khuôn mặt đỏ bừng chào đón một ngày mới. Thỏ con thức dậy và nhẹ nhàng xuống khỏi giường. Nó muốn hái một cây nấm thật to về nhà để khiến thỏ mẹ phải ngạc nhiên. Thỏ con bèn xách chiếc giỏ tre nhỏ ra khỏi nhà, vừa đi vừa ca hát vui vẻ và vào rừng hái nấm. Nấm trong rừng vừa to vừa nhiều, nó vui sướng nhảy cẫng lên. Thỏ con hái một giỏ đầy nấm, nghĩ bụng, mình hái được nhiều nấm thế này, hay là đi dạo chơi một chút rồi hẵng về nhà nhỉ? Khu rừng này rất rộng lớn, thỏ con càng đi xa, nó ngẩng lên nhìn trời, mặt trời vẫn còn ở trên đỉnh đầu. Bây giờ vẫn còn sớm lắm, chi bằng chơi thêm một lúc nữa hẵng về. Nó nhảy chân sáo qua một con sông nhỏ và sang khu rừng bên bờ sông chơi. Thỏ con nhìn thấy một bãi cỏ xanh rờn, hí hửng lăn qua lăn lại, khiến những cọng cỏ bên dưới bị dập nát hết cả. Ông Sơn Dương liền nói với thỏ con: "Thỏ con, trời đã tối rồi, cháu không về nhà sao?" Thỏ con bĩu môi nói: "Không, cháu vẫn chưa chơi đủ." Nói xong nó quay người chạy đi. Thỏ con tới rừng thông, hái rất nhiều quả thông xuống chơi. Chị Sóc nhìn thấy nó và bảo: "Thỏ con, tại sao em lại hái quả thông xuống làm đồ chơi vậy?" "Đó chính là thức ăn của bọn chị đấy. Trời đã tối rồi, em còn không mau về nhà đi." Thỏ con lườm chị Sóc một cái và nói: "Không cần chị lo." Mãi chơi quá, dường như thỏ con đã quên bén mất chuyện về nhà. Cho đến lúc trời tối mịt thì thỏ con mới nhớ tới chuyện phải quay về. Nhưng thỏ con nhìn bốn phía toàn cây là cây, không thấy đường về nhà đâu cả. Thế là thỏ con ngồi xuống gốc cây khóc thút thít. Một chú quạ nghe thấy tiếng khóc liền bay tới đậu trên cành cây, tỏ vẻ quan tâm: "Thỏ con, cháu bị lạc đường à?" "Đúng vậy cô quạ ơi." Vậy là ngày hôm nay chúng ta đã được nghe 3 câu chuyện cổ tích thật hay và ý nghĩa phải không các em? Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau ngủ ngon và mơ những giấc mơ thật đẹp nhé. Hẹn gặp lại các em vào tối ngày mai trước giờ đi ngủ nha. Good night.